Truyền hình thông tấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính cho biết trong tháng 6 năm 2012 và tháng 7 năm 2012 có gần 2.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Con số được thể hiện thông qua thuế giá trị gia tăng tăng giữa các tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng giữa các quý. Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai, hiện tình trạng khai thác gỗ và vận chuyển lâm sản trái phép ngày càng có chiều hướng gia tăng và phức tạp, dẫn đến tình trạng mất rừng hàng năm. Chiều qua tại dinh thự ngoại ô Moscow, Novo Ogarovo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với lãnh đạo công đoàn, một số nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC trước thềm hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại thành phố Vladivostok từ ngày 7 đến 9 tháng 9. Về phía Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nước ta Đặng Ngọc Tùng đã tham dự cuộc gặp. Ngày 3 tháng 9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định lực lượng phiến quân Taliban sẽ không thể phá hỏng các kế hoạch của tổ chức này tại Afghanistan. Tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh tháng 8 vừa qua trở thành tháng chết chóc đối với binh sĩ Mỹ và NATO tại Afghanistan, với con số binh sĩ liên quân bị sát hại cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 6 năm 2012 và tháng 7 năm 2012 có gần 2.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Con số được thể hiện thông qua thuế giá trị gia tăng giữa các tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng giữa các quý. Cụ thể, tổng doanh số khai thuế giá trị gia tăng trong tháng 7 năm 2012 tăng 5,3% so với tháng 6 năm 2012 và số doanh nghiệp khai có lãi trong quý 1 năm 2012 tăng 2,4%. Quý 2 năm 2012 tăng hơn 2,8%. Tính đến hết tháng 6 năm 2012, ngành tài chính đã thực hiện gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cho gần 100.000 doanh nghiệp, ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tháng 7 năm 2012 cũng là tháng đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện giảm 3% đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động với số tiền khoảng 3.600 tỷ đồng. Về việc giãn thu tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính thông báo, tính từ tháng 5 năm 2012 đến nay, ngành thuế đã giãn thu khoảng 1.600 tỷ đồng cho các doanh nghiệp thực sự khó khăn được hưởng chính sách này. Trong những năm qua, mặc dù tình hình Ai Cập có nhiều biến động, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tăng mạnh lượng hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Ai Cập đứng thứ tư trong số 167 nước nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên kênh truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Đào Thành Trung. Xin đại sứ có thể đánh giá về cái triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập, nhất là sau khi Ai Cập có chính quyền mới. Sau khi lên cầm quyền thì Tổng thống Mohamed Morsi đã tập trung vào việc ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ai Cập và đồng thời là khôi phục và mở rộng vai trò của Ai Cập ở khu vực cũng như các nước trên thế giới. Và đặc biệt là Ai Cập sau khi chuyến thăm của Tổng thống Morsi ở Trung Quốc đã khẳng định chính sách của Ai Cập trong thời gian tới là hướng đông và trong đó là chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thì Ai Cập hiện nay cũng rất là mong muốn để tập trung vào phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài vào để phục vụ phát triển. Thế thì đối với Việt Nam ấy, thì là Ai Cập và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước có từ lâu đời và hai nước đã ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Thì những cái Việt Nam là hiện nay một đất nước phát triển và có vai trò quan trọng ở khu vực, thì Ai Cập rất mong muốn là hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch và mong muốn là Việt Nam đầu tư vào Ai Cập. Thế thì đồng thời thì lãnh đạo của Ai Cập rất mong muốn là học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam sau 25 năm công cuộc đổi mới của Việt Nam thành công tốt đẹp. Thì đại sứ có kế hoạch và dự định gì để thúc đẩy cái quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch? Thực hiện đường lối chính sách đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra, trong đó chúng ta rất chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi, và trong đó Ai Cập là một trong những nước có vai trò quan trọng trong khu vực. Thế trong bối cảnh đó, từ triển khai đường lối chính sách đối ngoại đó, thì với vai trò của đại sứ
tôi cũng là sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập lên tầm cao mới. Và về một số lĩnh vực trong tôi chú trọng là về mặt chính trị, hai nước cần tiến hành trao đổi các đoàn các cấp, trong đó là có cái đoàn cấp cao. Vì từ lâu rồi chúng ta hai bên vẫn chưa trao đổi cái đoàn cấp cao. Thứ hai là các bộ các ngành cần có những cơ chế hợp tác, thiết lập cơ chế hợp tác với các bộ các ngành của Ai Cập. Và về kinh tế thì chúng ta cần sớm cái triển khai, cần sớm họp cái ủy ban hỗn hợp lần thứ năm giữa hai nước, dự định là trong năm 2013, làm sao để thúc đẩy cái quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và đạt con số là 500 triệu đô la như lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đề ra. Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc họp này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ra thông báo đến cuối tháng 9 này, các doanh nghiệp và hộ gia đình nuôi trồng thủy sản trái phép tại cảng Vũng Rô phải tự tháo dỡ di chuyển lồng bè hiện đang khai thác mà không được yêu cầu bất kỳ một khoản bồi thường nào. Cách đây hơn 3 tháng, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực này có người nước ngoài đến làm việc trái phép. Các doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế, không nộp phí môi trường, tự do nhập cá giống, xuất bán và xả thải ra môi trường, công nhân làm việc không được ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm y tế. Từ năm 2005, khu vực này đã có hơn 860 lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép, nhưng việc quản lý bị buông lỏng dẫn đến việc nuôi trồng thủy sản vẫn phát triển tự phát trái phép cho đến nay. Qua kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạm thời chấp nhận cho các doanh nghiệp và hộ gia đình được nuôi đến hết tháng 9 để thu hồi vốn, sau đó phải tự tháo dỡ di chuyển lồng bè để hoàn trả mặt nước cho cảng Vũng Rô. Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa phối hợp với các sở ban ngành liên quan có trách nhiệm kiểm kê lại toàn bộ lồng bè và bắt đầu thu các khoản phí đúng quy định, đồng thời chấm dứt triệt để việc nuôi trồng thủy sản trong khu vực Vũng Rô. Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị không chỉ là hòn đảo nổi tiếng kiên cường trong chiến tranh chống Mỹ, mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung. Hiện ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương xây dựng nơi đây thành hòn đảo du lịch. Song để đạt được mục tiêu này, vẫn còn nhiều việc đáng phải làm. Sau hơn một giờ, chạy tàu từ biển cửa Việt, đảo Cồn Cỏ yên bình và hoang sơ cũng dần hiện ra trước mắt. Đảo Cồn Cỏ là nơi hội tụ của nhiều hệ sinh thái điển hình vùng biển nhiệt đới, trong đó có hệ sinh thái dạn san hô, là khu vực tập trung các bãi đẻ của nhiều loại hải sản quý, có giá trị kinh tế cao và đặc hữu. Bên cạnh giá trị đa dạng sinh học, vùng biển đảo Cồn Cỏ còn chứa đựng trong nó nhiều ý nghĩa quan trọng khác cần được bảo tồn và phát huy, như giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Chúng tôi tự hào Cồn Cỏ là một hòn ngọc ở giữa Biển Đông. Ngoài những cái giá trị về chính trị, kinh tế, xã hội nói chung, thì đối với tiềm năng phát triển du lịch, sinh thái biển đảo, Cồn Cỏ là một cái mắt xích quan trọng trong cái định hướng phát triển du lịch biển của Quảng Trị. Chúng tôi đang cố gắng để đưa vào xây dựng cái đề án để làm thế nào xây dựng Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ trở thành một khu du lịch biển đảo quốc gia trong thời gian tới. Đứng về góc độ doanh nghiệp thì tôi thấy là cái hòn đảo này rất là tiềm năng. Thứ nhất là cái thiên nhiên cũng rất là ưu đãi, nó còn ví dụ như đảo Jeju của Hàn Quốc chẳng hạn, không có được những cái cảnh quan như thế này mà họ cũng thu hút một năm rất là nhiều những cái lượt khách đến. Thì với cái đảo Cồn Cỏ mà nếu như được đầu tư một cách xứng đáng, cũng như là cái khi mà đầu tư thì mọi người nên có những cái quy hoạch tổng thể để đảm giữ được cái cảnh quan của đảo. Dựa trên những thế mạnh sẵn có, huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã xác định cơ cấu kinh tế chính, bao gồm du lịch, thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong đó, kinh tế du lịch sẽ được chú trọng như một ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, cũng như nhiều vùng biển khác của nước ta, tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ vẫn chưa được đánh thức. Phát triển du lịch thì phải điền phải gần như 100%, nước phải đầy đủ, tàu bè đi lại là phải hoàn thiện. Tuy nhiên thì thời gian nó ngắn. Hai nữa là cũng ở một cái tỉnh mà cũng đang còn nghèo. Cho nên là cái việc đầu tư những cái đó là chưa thực hiện được. Vì vậy mà chúng tôi chỉ có khai thác du lịch, tức là du lịch nhỏ đấy. Và du lịch có tính chất là cắm trại, rồi du lịch ở vào các cái cơ quan, các khu nhà dân là chủ yếu.
Hay nói cái khác là có thể nói rằng là cái du lịch mà chính thống, chính nghĩa, đúng tên của nó là chúng tôi chưa mở ra được. Thực hiện chủ trương biến Cồn Cỏ thành đảo du lịch, tỉnh Quảng Trị đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng thiết yếu trên đảo, mở rộng cầu cảng và âu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền cập vào đảo, đồng thời quy hoạch và để dành quỹ đất phát triển du lịch trong tương lai. Đến năm 2015, có ít nhất 50 phòng đảm bảo cho khách lưu trú tại đảo. Để có thể phục vụ du lịch một cách tốt nhất, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong các cái hoạt động kinh tế đó có một cái khó của huyện đảo chúng tôi, đó là cái nguồn nhân lực. Nói là phát triển du lịch thì không phải là ai cũng làm du lịch được, mà làm du lịch mà là phải có bài có bản từ từng bước, mặc dù thấp đến cao nhưng phải có bài có bản, rồi có cơ quan tổ chức để làm du lịch, cho nên cái nguồn nhân lực là rất quan trọng. Trong thời gian tới thì còn rất là nhiều việc cần phải làm. Thứ nhất là cần phải tập trung tất cả mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Thứ hai là phải tập trung để xây dựng cho được cái thương hiệu riêng về du lịch Quảng Trị, làm cơ sở cho việc tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh của du lịch Quảng Trị đến với du khách trong và ngoài nước. Thứ ba là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là đội ngũ nhân viên làm việc trong các cái đơn vị du lịch là phải đủ năng lực trình độ để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Trong chiến tranh chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ từng là nơi ghi chiến công lừng lẫy của quân và dân ta. Những giá trị lịch sử vẻ vang đó cũng góp phần cho Cồn Cỏ thêm vị thế thuận lợi cho phát triển du lịch hôm nay. Cùng với quyết tâm của quân và dân huyện đảo, hy vọng Cồn Cỏ sẽ sớm trở thành một điểm nhấn về kinh tế du lịch trên vùng biển miền Trung.